nào nó còn 2 triệu tấn. Duy ơi, còn không đếm trên mặt thì còn có thể thanh toán bằng mặt thì được không ạ? Chết hết mấy tiền cho con cười ạ. Như quý vị và các bạn có thể thấy thì chỉ bằng một vài thao tác đơn giản với chiếc smartphone của mình thì Ngọc Ánh đã có thể thanh toán những mặt hàng mà mình mua mà không cần phải sử dụng đến tiền mặt. Có thể thấy thì xu hướng thanh toán này hiện đang trở nên rất phổ biến đối với người dân Hà Tĩnh, từ thành thị cho đến nông thôn, khi mà tất cả các mặt hàng từ trái cây, hoa quả, gia vị, thịt cá đều cho phép sử dụng mã QR code để giao dịch. Là chợ dân sinh có số hộ kinh doanh lớn nhất tỉnh với khoảng 1.800 quầy hàng, hơn 2.200 hộ kinh doanh. Mỗi ngày, chợ thành phố Hà Tĩnh đón hàng nghìn lượt người dân đến tham quan, mua sắm. Bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, hiện nay hầu hết các quầy hàng kinh doanh tại chợ thành phố Hà Tĩnh, từ quần áo, thực phẩm, hàng gia dụng đều đã trang bị mã QR để khách hàng tiện thanh toán. Thậm chí một số quầy còn có 2-3 mã QR của các ngân hàng. Tôi là đã đặt cái mã QR này là 2 năm đấy rồi. Nhưng dân đi mua hàng chủ yếu là họ chuyển qua tài khoản, họ chuyển qua mã QR này, ít người đưa tiền mặt. Đầu tiên là cũng chưa quen. Sau dần dần khách hàng chuyển nhiều lần rồi là tôi cũng quen dần. Tiền hơn trả tiền mặt, không phải phụ, không phải tháo tác gì cả, quen dần. Tôi là cũng là một người dân cũng hay đi chờ ở thành phố Hà Tĩnh. Và tôi cũng thường xuyên sử dụng mã QR code để khi thanh toán chi trả các loại hình thức để thanh toán. Thay vì phải sử dụng tiền mặt như những ngày trước thì bây giờ tôi sử dụng QR và nó giúp cho tôi tiết kiệm được thời gian hơn, không phải mất vệ sinh như những lần chúng ta cầm tiền để trả tay nhau, và nhanh chóng, tiện ích, chính xác. Không chỉ riêng tại chợ thành phố Hà Tĩnh, ở nhiều chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị giao dịch. Tuy nhiên, lợi dụng sự phổ biến của hình thức thanh toán này, một số đối tượng đã sử dụng hình ảnh các hóa đơn chuyển tiền giả của các ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Để hạn chế tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân phải kiểm tra kỹ tài khoản của mình trước khi giao dịch. Người tham gia giao dịch nên chờ thông báo đã nhận được tiền từ ngân hàng, thay vì chỉ tin tưởng vào ảnh chụp giao diện chuyển tiền thành công. Trong cái thời đại số hóa hiện nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cái trung tâm thương mại và các chợ dân sinh ngày càng trở nên rất là phổ biến. Và chúng tôi thấy rằng là việc thanh toán không dùng tiền mặt là cũng có rất nhiều cái tiện ích cho cả người mua và người bán. Thứ nhất đó là nó tiết kiệm được thời gian. Vấn đề thứ hai nữa là nó đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Và trong cái xu hướng sắp tới, chúng tôi sẽ có những cái tuyên truyền để người dân ngày càng nhận thức và sẽ là sử dụng sổ hóa tất cả toàn bộ các cái khu chợ trên địa bàn, để rồi là trở thành một cái nơi là trung tâm mua bán, sử dụng các cái thẻ để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho người dân.